nhiều chị em nhầm lẫn giữa vòi trứng và buồng trứng. Thế thì để hôm nay bác Hạnh sẽ phân tích chỗ nào là vòi trứng, cái nào là buồng trứng để cho các em rõ nha. Bởi vì khi mà siêu âm đầu giò các bạn ấy, các bạn bảo là em đã cắt mất cái buồng trứng rồi, sao bác sĩ còn mô tả là buồng trứng phải bình thường, buồng trứng trái bình thường? Là sao vậy mọi người? À, các bạn cắt, đó là cắt vòi trứng bị thai ngoài tử cung lần trước. Thế thành ra các bạn đang nhầm lẫn giữa cái vòi trứng và buồng trứng. Thì thông thường như thế này, để các bạn hình dung đây là một cấu trúc cơ quan sinh dục của người phụ nữ này. Đây là cái âm đạo này ha. Đây là cái cổ tử cung này. Đây là cái tử cung này, hay gọi là cái dạ con đấy. Còn đây là hai cái vòi trứng này. Còn đây là hai cái buồng trứng. À, thấy khác nhau chị ạ? Thì cái vòi trứng này này là nơi mà tinh trùng và trứng để gặp nhau. Khi mà quả trứng nó lớn nước rộng này thì cái vòi trứng nó bắt này, và tinh trùng thì từ dưới này bơi lên, và hai cái đứa nó gặp nhau ở đây này, trứng với tinh trùng gặp nhau ở 1/3 ngoài này. Sau đấy thì chúng nó đưa nhau vào trong cái luồng tử cung này để nó làm tổ này, để mang thai đấy. Thế thì các bạn bị thai ngoài là thai không nằm ở trong lòng tử cung, nằm ở cái vòi trứng này này. Và bác sĩ phẫu thuật là người ta sẽ cắt bỏ cái vòi trứng này, chứ còn buồng trứng của bạn vẫn còn nguyên mà. Khi đó thì bác sĩ siêu âm đầu giò, bác sĩ sẽ thấy vòi trứng bình thường, vòi trứng trái bình thường, vòi trứng phải bình thường. Do đó các bạn đừng nhầm lẫn nhá. Vòi trứng là không có liên quan đến nội tiết đâu, nhưng buồng trứng lại là duy trì sự trẻ trung cho các bạn này. Có con được hay không là cái chuyện này này. Chị em phụ nữ khác biệt đàn ông nam giới hay không là do cái buồng trứng này này đấy, là chẳng ai cắt của bạn đâu, bác sĩ nào mà cắt đúng không? Cái này quý cực kỳ luôn, hai buồng trứng cực kỳ quý luôn. Do đó là dự trữ buồng trứng của người phụ nữ này, trứng còn nhiều hay ít này, duy trì sự trẻ trung, đấy là phụ thuộc vào hai buồng trứng. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa vòi trứng và buồng trứng nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video cùng với bác sĩ Hồng Hạnh. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video của bác Hạnh ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.